Xin chào tất cả các bạn đến với góc khám phá ngay những điều hấp dẫn, ly kỳ, đầy bí ẩn, giúp các bạn thỏa chí tò mò. Bạn đã từng nghe về gián điệp tình báo, người chuyên làm nhiệm vụ, đặc biệt thu thập các tin tức một cách bí mật của đối phương, kẻ có đầu óc thông minh, siêu nhanh nhạy, ẩn mình, khiến chúng ta choáng váng, xoay chuyển tình hình cục diện, đó có thể là con người mà cũng có thể là một loài động vật được huấn luyện theo dõi mục tiêu. Vâng, chính hắn, kẻ không ngờ tới hóa ra lại là gián điệp ẩn danh. Dưới đây là danh sách 5 trường hợp động vật kỳ lạ nhất bị cáo buộc là gián điệp được phát hiện. Chúng mình cùng khám phá ngay nhé. Đầu tiên, cá mập sinh học. Cá mập được cho là xuất hiện cách đây hơn 420 triệu năm, trước cả thời kỳ xuất hiện khủng long, khứu giác hoàn hảo và thị giác khá tốt, cộng thêm khả năng cảm nhận điện trường của động vật đã ấn định cho cá mập ngôi vị vua biển cả. Với giác quan này, một con cá mập có thể xác định mùi máu hay nước tiểu của con mồi ở xa hàng cây em. Cá mập có khứu giác rất nhạy. Chúng có thể nhận ra một giọt máu trong 1 triệu giọt nước biển, cúa ghê phải không? Vì nhiều khả năng đặc biệt đó, nó đã được chọn trở thành gián điệp. Vào năm 2006, BBC đã đưa tin về một kế hoạch được cho là của các nhà nghiên cứu Mỹ, là sử dụng cá mập để theo dõi các tàu dưới nước bằng cách cấy vi mạch vào não của chúng. Theo bài báo, chương trình do Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng DARPA của Lầu Năm Góc tài trợ, nhằm xây dựng dựa trên những phát triển mới nhất trong công nghệ cấy ghép não, đã chứng kiến các nhà khoa học kiểm soát chuyển động của cá chuột và khỉ. Về cơ bản, con chip này sẽ cho phép các nhân viên quân sự điều khiển cá mập từ những vị trí xa xôi, sử dụng khả năng tàng hình tự nhiên của loài vật này và các giác quan dưới nước để theo dõi các tàu dưới nước. Tuy là vậy, cho đến ngày nay, vẫn chưa rõ kết quả nghiên cứu mang lại. Thứ hai, cá voi. Các loài cá voi đã tiến hóa từ các động vật có vú sống trên đất liền, có thể là từ tổ tiên chung là các dạng động vật ăn thịt có móng vuốt. Sau đó chúng tiến hóa thích nghi với cuộc sống đại dương vào khoảng 50 triệu năm trước. Một vài loài cá voi còn có thể định vị bằng tiếng vang, các sóng âm này đi tới vật thể và bị phản xạ trở lại nơi phát ra. Từ âm thanh phản xạ trở lại này mà cá voi có thể phân biệt được kích thước, hình dáng, đặc trưng bề mặt và chuyển động của vật thể, cũng như xác định được khoảng cách đến vật thể đó. Với khả năng này, cá voi có thể tìm kiếm, săn đuổi và bắt các con mồi bơi nhanh trong bóng tối hoàn toàn. Vào tháng 4, các nhà nghiên cứu Na Uy đã bắt được một con cá voi beluga quấy rối ngư dân địa phương, theo Insider. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Biển của Na Uy đã đưa ra kết luận con cá voi này có khả năng là một công cụ của quân đội Nga. Bài báo đưa tin, The Whale có một phần đính kèm có thể vừa với một máy ảnh GoPro và có thể được sử dụng để giữ thiết bị giám sát như máy ảnh hoặc các cảm biến hàng hải khác. Nếu loài động vật có vú dưới nước này thực sự là tài sản của chính phủ Nga, thì nó sẽ không phải là loài động vật đầu tiên bị huấn luyện hoặc bị buộc tội làm gián điệp. Thứ ba, chim bồ câu. Eye in the Sky. Các nhà khoa học trong khi nghiên cứu đã phát hiện chim bồ câu ngoài việc có thể lợi dụng từ trường trái đất để dẫn đường ra, còn có thể căn cứ vào ánh nắng mặt trời để dẫn đường. Các nhà nghiên cứu cho rằng đó là đồng hồ sinh vật trong cơ thể chim bồ câu đang tiến hành điều chỉnh theo sự di chuyển của mặt trời để lựa chọn phương hướng. Chúng còn có thể kiểm tra độ lệch của ánh sáng, chỉ cần không có đám mây đen che kín bầu trời thì có thể sử dụng mặt trời làm la bàn được, bởi vì chim bồ câu có tài bay đường dài để tìm đường về nhà. Do vậy, từ xưa đến nay, người ta lợi dụng chim bồ câu để làm công tác thông tin và hàng hải, đánh bắt cá hoặc quân sự. Ngày 5 tháng 6 năm 1916, thiết bị thông tin của Pháp ở một khu vực phòng thủ bị bom đạn của quân Đức phá hủy. Tình hình rất nguy cấp, may mà còn một con chim bồ câu đưa thư thả chúng bay đi cầu viện. Chẳng bao lâu xe viện trợ đã đến thì trận địa mới giữ được. Hay một bài báo khác cho biết loài chim này đã được quân đội Mỹ sử dụng thành công để ngăn chặn các cuộc phục kích của kẻ thù trong những năm 60 và 70. Những con chim bồ câu được dẫn đường bằng con trỏ laser và huấn luyện cách thả thiết bị ghi âm nếu chúng nhìn thấy quân địch. Chương trình gián điệp này đã cứu thành công quân đội Hoa Kỳ khỏi 45 cuộc phục kích tiềm tàng. Cho dù ngày nay với sự phát triển kỹ thuật thông tin cao độ, lợi dụng chim bồ câu đưa thư truyền tin tình báo quân sự cả đêm lẫn ngày vẫn có tác dụng quan trọng. Chim bồ câu có một lịch sử lâu đời và lừng lẫy trong chiến tranh hiện đại. Họ đã được sử dụng nổi tiếng để truyền các thông điệp giữa các tiểu đoàn trong Thế chiến thứ nhất. Nhưng rõ ràng, nghĩa vụ quân sự của họ không kết thúc ở đó. Theo Smithsonian, B.F. Skinner, cha đẻ của khoa học hành vi hiện đại, muốn lắp cho những con chim những thiết bị di chuyển cho phép chúng điều khiển tên lửa về phía mục tiêu. Ý tưởng này cuối cùng đã không có kết quả khả quan. Thứ tư, con mèo đến từ Bắc Cực. Mèo nhà đã sống gần gũi với loài người ít nhất 9.500 năm và hiện nay chúng là con vật cưng phổ biến nhất trên thế giới. Chúng đồng thời là những sinh vật thông minh và có thể được dạy hay tự học cách sử dụng các công cụ đơn giản như mở tay nắm cửa hay giật nước trong nhà vệ sinh. Vì vậy CIA đã có rất nhiều hoạt động nghiên cứu kỳ lạ vào những năm 1960.
Một trong những nghiên cứu kỳ lạ nhất đó là nỗ lực của tổ chức CIA nhằm thay đổi những con mèo trong gia đình để chúng có thể ghi âm các tin tức tình báo quan trọng được lấy từ Đại sứ quán Liên Xô. Từ các báo cáo thu thập được cho thấy rằng con mèo và một máy phát với một sợi dây chạy từ tai trong của con mèo để pin và công cụ được cấy vào xương sườn của nó. Chương trình cuối cùng đã bị loại bỏ vì các nhà nghiên cứu không thể kiểm soát chuyển động của con mèo, nó có xu hướng đơn giản đi lang thang và mất kiểm soát vì những lý do bí ẩn của riêng nó. Thứ năm, con sóc ở một số thành phố lớn, chúng thường là những động vật có vú hoang dã duy nhất mà hầu hết mọi người hiếm khi được nhìn thấy ngay cả khi chúng tồn tại bên cạnh. Chúng có thuật ẩn thân, nhanh nhẹn, táo bạo nên đã từng được chọn làm gián điệp trong một vài phi vụ. Năm 2007, các quan chức Iran vây bắt hơn 10 con sóc xung quanh một nhà máy làm hạt nhân và cáo buộc chúng làm gián điệp cho chính phủ Israel. Theo hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo IRNA, do nhà nước bảo trợ, những con sóc mang theo thiết bị gián điệp của các cơ quan nước ngoài và bị chặn lại trước khi chúng kịp có cơ hội hành động. Nhờ sự cảnh giác của các cơ quan tình báo, những con sóc không thể liên lạc được với chính phủ và giải thích để bao biện cho hành động của chúng. Tuy nhiên, National Public Radio NPR đã phỏng vấn giáo sư về động vật hoang dã John Koprowski trên sóng vào thời điểm đó. Koprowski nói rằng việc một con sóc được huấn luyện để thực hiện các kỹ thuật thu thập thông tin tình báo phức tạp là điều khó xảy ra, nhưng không phải là không thể với những loài động vật thông minh. Thứ 6, tắc kè hoa có một lịch sử lâu dài về những cáo buộc chống lại Israel sử dụng hoạt động gián điệp liên quan đến động vật. Trên thực tế, có cả một trang Wikipedia dành riêng để ghi lại chúng. Một trong những vụ gần đây nhất liên quan đến tắc kè hoa đánh hơi uranium, các chất hóa học, vũ khí hạt nhân. Theo The Times of Israel, Hassan Firouzabadi, cố vấn quân sự cấp cao của nhà lãnh đạo Iran Ayatollah Ali Khamenei, nói rằng phương Tây đã nhập lậu tắc kè hoa vào Iran với mục đích giám sát chương trình hạt nhân của nước này. Ông nói rằng tắc kè hoa có thể phát hiện ra các mỏ uranium. Ông Firouzabadi cho biết, chúng tôi phát hiện ra rằng da của họ thu hút các sóng nguyên tử và họ là những điệp viên hạt nhân muốn tìm hiểu xem chúng ta có mỏ uranium ở đâu bên trong Cộng hòa Hồi giáo Iran và nơi chúng ta đang tham gia vào các hoạt động nguyên tử. Các thuyết âm mưu động vật học làm tình báo, gián điệp liên quan đến các quốc gia, đặc biệt dùng trong chính trị, quân sự, những âm mưu này thường được báo cáo là bằng chứng về khả năng không ngờ tới chiến thuật mượn gió bẻ măng của em sóc, anh tắc kè hoa, cô mèo, bác chim, ông cá voi, nội cá mập thật đáng ngạc nhiên phải không nào? Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn thích để đón xem nhiều điều thú vị khác dành cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.